Ngày 9 tháng 8, Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an huyện Phú Riềng khẩn trương vào cuộc điều tra clip ghi lại cảnh. Lực lượng Công an xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng còng tay đánh đập một người dân dẫn đến nhập viện cấp cứu. Người bị đánh được xác định là anh Đậu Ngọc Hoàng, 30 tuổi, ngụ thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một người mang sắc phục công an dùng tay, chân đánh một người dân trước sự chứng kiến của nhiều người. Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày. Thời điểm trên, sau khi nhận tin báo về chiếc xe ba gác nghi trộm cắp đang đậu ở thôn Bình Châu, xã Bình Sơn, trưởng công an xã Bình Sơn Lê Huy Cao cùng một số cán bộ khác đến hiện trường để xác minh vụ việc. Nội dung clip mô tả, khi lực lượng công an có mặt, anh Đậu Ngọc Hoàng đứng ra nhận là xe của mình đang bị hỏng hóc dừng bên đường để sửa chứ không phải xe ăn cắp. Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, anh Hoàng ngồi trên xe không chịu xuống thì bất ngờ bị trung tá Lê Huy Cao đạp đấm liên tiếp vào người, dẫn đến bị thương, chảy máu vùng đầu, tai. Sau đó anh Hoàng bị công an còng tay. Theo người nhà nạn nhân, sau khi bị đánh, người nhà đã xin gỡ còng tay và đưa anh Hoàng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Hiện anh Hoàng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Điều đáng nói, clip ghi lại có sự xuất hiện của nhiều công an, dân quân tự vệ và một số người dân địa phương, nhưng không có ai can ngăn. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, đã chỉ đạo Công an huyện Phú Riềng báo cáo rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của ngành công an và quy định của pháp luật. Sai đến đâu thì xử lý đến đó, dứt khoát không bao che. Nếu cần thiết, phải tạm đình chỉ để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm. Cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng cho biết đã có văn bản tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước tạm đình chỉ công tác thời hạn 2 tháng đối với Trung tá Lê Huy Cao, trưởng Công an xã Bình Sơn, để phục vụ công tác điều tra xác minh vụ việc. Lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng và chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị đánh. Lãnh đạo lập cho một biên bản để em cho lấy xe. Đấy, lập biên bản này, xe này em để này, đấy lý do vậy, lãnh đạo tịch thu xe của em. Đấy lý do gì? Mày không trả lời tao phải không? Rồi. Rồi đấy, cán bộ đánh nha, xem quay cho em.